Phong thủy nhà ở của người Việt. Phong là gió, thủy là nước. Phong thủy có thể tạm định nghĩa là một môn nghiên cứu ảnh hưởng của gió, của nguồn nước, của địa lý nói chung đến đời sống của con người. Xưa kia người ta cho rằng phong thủy là bắt nguồn từ Trung Hoa cổ đại, nhưng ngày nay có nguồn lại cho rằng nó xuất phát từ nền văn minh của người Việt cổ. Nhưng thôi, đó là việc của các nhà nghiên cứu, chúng ta không cần đi sâu làm gì phong thủy ra đời từ rất sớm bởi nó song hành với cuộc sống con người ngay từ thời thượng cổ con người đã chú ý đến ảnh hưởng của hoàn cảnh tự nhiên đối với nơi cư trú của mình nguyên thủy của phong thủy là những hoạt động như khoét đá đào hang làm nhà chẳng hạn như bây giờ ta vẫn nghe câu nói đúc kết kinh nghiệm của các cụ truyền lại là làm nhà hướng nam và đôi khi nghĩ đó là bài học có từ khi có văn minh làng xã nhưng thực chất ngay ở các hang động xưa có dấu chân người thì người việt thượng cổ đã chọn hướng nam bởi chỉ có duy nhất hướng đó mới ưu việt nhất cho hoàn cảnh địa lý thời thượng cổ phải chống chọi với thú dữ với thiên nhiên khắc nghiệt cả với sự tấn công của đồng loại con người đã biết chọn những vị trí cư trú có núi non bao bọc lại gần nguồn nước để tiện cho việc sinh hoạt từ du canh du cư đến định canh định cư những kinh nghiệm được tích lũy từ năm này qua năm khác từ đời này sang đời khác đã hình thành nên phong thủy học con người là tổng hòa của các mối quan hệ xã hội, tất nhiên, nhưng cũng chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Chỉ lấy một ví dụ đơn giản, người ở xứ nóng, cái tính cách luôn nhiệt thành nhưng dễ cáu gắt là bởi chịu tác động của không khí nóng. Cũng vậy, khi ta ở trong một ngôi nhà mà tầm nhìn hạn chế, bị ngăn cách bởi các nhà hàng xóm, lâu dần con người sẽ sinh ra cảm giác tù túng khó chịu. Cảm giác này sẽ không còn khi ta đứng trước biển bao la hay ngồi trên một đỉnh núi, phóng tầm mắt xuống dưới. Phong thủy chính là nghiên cứu những điều này giúp cho cuộc sống của con người ngày càng dễ chịu và có chất lượng hơn. Tất nhiên, bởi phong thủy với nhiều người vẫn là một cái gì đó bí ẩn, nên cũng có nhiều người mạo danh thầy phong thủy để lòe bịp người đời kiếm miếng ăn. Đặc điểm văn hóa phương Đông là vậy, do không có tính khoa học và rõ ràng như văn hóa phương Tây, nên rất nhiều lĩnh vực trong đời sống hay bị phủ lên bức màn thần thánh hóa. Trong khi đó, rõ ràng, hẳn, đó là một môn khoa học. Chỉ có điều, nếu giải thích cho rõ ràng thì làm gì còn có cơ hội cho các thầy địa lý kiếm ăn. Cho nên người xưa một khi được học là không giải thích ra ngoài. Trường hợp này cũng giống như các ngành nghề khác ở ta khi mà chỉ học truyền nghề, tức là cha truyền cho con, thầy truyền cho đệ tử xứng đáng mà không có tài liệu ghi lại cũng như không có trường lớp. Chính vì thế khi có những sự cố xảy ra, rất nhiều kinh nghiệm quý, nhiều mẹo hay, nhiều nghề giỏi đã không còn tồn tại cho đến ngày hôm nay ngày nay tuy không còn nhiều nhà việt cổ nhất là của tầng lớp quyền quý khá giả để chúng ta nắm rõ phong thủy của cha ông điều này do hoàn cảnh lịch sử để lại nhưng vẫn còn những ngôi nhà ở mức độ đơn giản mà qua đó chúng ta biết được phần nào tinh hoa của các cụ chẳng hạn như thời trước cha ông ta không làm nhà ở gần sông mà lui vào phía xa là để tránh lũ lụt thời ấy chỉ có dân ngụ cư mới phải ở ngoài rìa làng còn trong làng là một thể chế xã hội đầy đủ và có tôn ti trật tự cấu trúc làng của Việt Nam giúp cho cha ông ta giữ được cái bản sắc văn hóa riêng của mình dù cho có đến hàng ngàn năm Bắc thuộc. Có cảm giác như bất cứ cái gì đó mới mẻ đều bị chặn lại ở làng, nhưng sau đó được biến đổi sao cho hợp với văn hóa làng xã rồi mới tiến sâu được vào trong. Ngôi nhà Việt cổ là tổ hợp các yếu tố phong thủy kết hợp với sinh hoạt sao cho thuận tiện nhất với điều kiện thời đó. Ta thấy từ cái giếng, cái cách đặt bếp, bố trí nhà chính, nhà ngang đều rất hợp lý. Ngày các kiến trúc sư ngày nay cũng phải dựa trên cách bố trí của người xưa để làm những nhà nghỉ, resort là bởi tính hợp lý chứ không hẳn là lấy cảm hứng từ kiến trúc từ người xưa để đánh vào sự tò mò cũng như cảm hứng muốn quay về nguồn cội của khách hàng. Nhà cổ của người Việt bao gồm trong mỗi khuôn viên là một tổ hợp nhà bao gồm có nhà chính, nhà phụ và các công trình phục vụ sinh hoạt khác như vườn, ao, nhà bếp, nhà kho. Cái cách bố trí trong khuôn viên gia đình không chỉ khác nhau bởi mức độ giàu nghèo mà còn khác nhau ở mỗi địa phương. Ở miền Bắc thường có các loại tổ hợp nhà như nhà chữ môn, nhà chữ công, nhà chữ nhị, nhà thước thợ. Ở miền Nam lại có các loại tổ hợp nhà như nhà chữ đinh, nhà nối Đọi, còn gọi là xếp Đọi, sắp Đọi hay sóc Đọi, cùng một số biến thể trên cơ sở của các loại nhà này. Cũng như nhiều dân tộc khác, nhà ở của người Việt thường sử dụng các loại thảo mộc kết hợp với đất đá. Càng về sau này, tỷ lệ đất đá càng nhiều hơn thay thế cho chất liệu thảo mộc. Ngôi nhà nhờ đó mà cũng vững chãi ổn định hơn. Tuy nhiên, một số quy cách trong việc xây dựng thì vẫn được đảm bảo. Các cái quy cách này được ghi trên một chiếc xào tre gọi là thước tầm, tùy theo từng địa phương cũng như quy ước của từng nhóm thợ, các ký hiệu trên thước tầm có thể khác nhau. Song đây thực sự là một bản vẽ vô cùng chính xác mà cũng vô cùng bí ẩn của những ngôi nhà Việt. Nói đến một ngôi nhà, điều cơ bản nhất vẫn là mặt bằng sinh hoạt được tạo ra từ kết cấu của những ngôi nhà đó. Khái niệm xây dựng nhà không chỉ là dựng lên những bức tường mà chính là không gian được tạo ra bởi những bức tường đó là hoàn toàn chính xác, tùy theo điều kiện và tập quán ở mỗi nơi mặt bằng sinh hoạt của mỗi ngôi nhà cũng có nhiều điểm khác nhau. Còn trong đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thấy được những ứng dụng của phong thủy, chẳng hạn như khi còn nhỏ, ta được ông bà cha mẹ dặn là khi mở cửa đầu ngày không được đi ra ngay, mà phải đứng vài giây hoặc đẩy đi để lại cánh cửa để tránh tà khí cũng như âm hồn. Nhưng thực ra là không phải, làm gì có âm hồn nào đi vào giờ đó, và có âm hồn hay không bây giờ khoa học cũng chưa chứng minh được. Thực chất là bởi khi ta ở trong nhà, sự chênh lệch nhiệt độ với ngoài trời là khá cao hơn nữa khi mở cửa thì gió lùa vào sẽ gây cảm cúm còn khi đứng một lúc thì không khí ở ngoài sẽ tràn vào trong khiến cơ thể ta quen dần do đó không gây hại hay chuyện các cụ xưa dặn không được kê giường thẳng với cửa ra vào với lý do như là cái vật đó giống như là cái cảnh bề quan tài nên không tốt thực chất chưa hẳn là vậy có thể sẽ lại là lý do để tránh gió lùa mà thôi nhưng nếu không mang ma quỷ ra hù dọa thì chưa chắc mọi người đã tin và làm theo từ đời này sang đời khác tóm lại phong thủy học của người xưa cũng chỉ là góp phần làm cho đời sống tốt lên chứ nó không huyền bí như người ta thường đồn thổi